Larry đã làm những nghề gì để cứu lấy Elmore? Trong suốt chiều dài của series, Larry đã từng làm ở cửa hàng băng đĩa, trạm xăng, nhà hàng Food and Stuff, Jeffon Burger, cửa hàng giày, cửa hàng thiết bị điện tử Ripley 2000, Fervidus Pizza, trung tâm thương mại Elmore Shopping. Anh cũng đồng thời là một kế toán, người bán kem, người diệt côn trùng và thợ sửa chữa. Nếu như Larry dừng làm việc, toàn bộ nền kinh tế của Elmore sẽ sụp đổ.